Hôm nay mình đi giăng lưới nha các bạn, giăng lưới cho cái dụng nước này nè. Không biết có công ở Văn Đại đây. Ở đây gần đường đó các bạn. Ở đây gần đường đó. Rồi mình xuống Văn nha các bạn. Có quay cho các bạn coi. Các bạn ơi, đây có ô chim nè. Có trứng các bạn ơi. Có trứng. Có một trứng trong á. Đây các bạn, được có 5 con cá rô các bạn ơi. Cái dũng đó mà dở quê, có 5 con cá rô.